Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần với bác sĩ Elizabeth Thiên Nguyễn và bác sĩ Teresa Bùi. Và đề tài ngày hôm nay, mời bác sĩ tiếp tục. Dạ, cái đề tài hôm nay là về menopause, là cái thời kỳ mãn kinh. Thì là vừa rồi mình cũng trình bày những cái bệnh tâm thần mà nó có thể nó xảy ra, hoặc là những cái triệu chứng nó nặng hơn trong cái thời gian này. Thì thêm nữa đó, nó có một cái bệnh là OCD, bệnh Obsessive Compulsive Disorder, tiếng Việt mình gọi là cái bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, là nó là cái bệnh mà obsession, là cái obsession là cái ám ảnh đó. Thì một người bệnh nhân đó, họ có cái điều gì trên đầu đó, họ cứ lặp đi lặp lại mà họ không có muốn cái ý suy nghĩ đấy. Và nó có cái khúc mà compulsion đó, là cái cưỡng chế, là cái bệnh này đó, là cái người bệnh nhân đó, họ cần làm cái việc gì đó để cho họ giảm cái lo âu. Thì ví dụ đi đó, một cái triệu chứng mà rất là mình thấy rất là thường đó, là cái mà rửa tay. Người bệnh nhân đó, họ cảm thấy cái tay họ lúc nào nó cũng dơ hết, và một ngày họ có thể rửa mấy chục lần, cả trăm lần, và thật sự cái tay họ nó không có dơ. Hoặc là cái người bệnh nhân đó, họ có thể mà họ cứ cái gì họ cũng cần đếm hết. Cái bệnh OCD này đó, thì là trong cái chương trình đấy đó, mình cũng nói chuyện về nó có cái dạng nặng và cái dạng nhẹ, và nó cũng có cái thời gian mà cái bệnh á, nó cái triệu chứng nó rõ ràng hơn, nó cũng có thời gian mà cái triệu chứng thì nó thấy nó nhẹ hơn. Thì là cái thời gian mà mình thấy trong những người đàn bà đó, là cái thời gian mà họ đang những cái chu kỳ kinh nguyệt, là cái menstrual cycle đó, thì trong cái thời gian này mỗi tháng đó, người phụ nữ có thể họ có những cái triệu chứng này nó nặng hơn. Thêm nữa đó, những cái triệu chứng này nó cũng có thể nó rõ ràng hơn lúc mà người phụ nữ đó họ đang mang thai. Thì là nói thêm như vậy đó, nó cũng nghĩa là trong cái thời kỳ mãn kinh á, cái người phụ nữ này họ cũng có thể mà họ, một là họ phát ra cái bệnh OCD này, hai là cái bệnh OCD này nó có thể là nó nặng hơn trong cái thời gian này. Thì nếu mà không chữa thì nó sẽ tiếp tục luôn. Tại như nãy bác sĩ Teresa Bùi có nói là cái thân người của mình, trong người mình nó thay đổi là thay đổi luôn, phải không ạ? Và cũng muốn nói về một cái bệnh tâm thần khác là cái bệnh panic attack, panic disorder, là tiếng Việt mình gọi là những cái bệnh mà hoảng sợ, hoảng hốt á. Thì là trong cái thời gian mà thời kỳ mãn kinh á, cái người phụ nữ này họ cũng có thể là họ bị cái panic attack lần đầu, hoặc là trong những người phụ nữ mà họ bị cái panic disorder rồi đó, thì là nó cũng có thể nó nặng hơn, nó thường xuyên hơn. Panic attack là sao ạ? Tự nhiên cái bị sợ một cái gì hay sao ạ? Dạ, thì là panic attack á, là khi không, cái người bệnh nhân á, họ đột ngột họ có những cái triệu chứng như là khó thở, đau tim, cái tim đập rất là mạnh, rất là nhanh, họ cũng có thể mà họ toát mồ hôi, họ cũng có thể mà cái tay chân nó run rẩy, họ cũng có thể là những cái tay đó, ngón tay là nó có kim đâm, họ có buồn nôn, họ chóng mặt, họ có thể mà họ ngất xỉu, mà ngất xỉu thì nó cũng không phải thường, nhiều khi là họ chỉ choáng váng thôi. Mà dạ, tự nhiên bị vậy thôi, hay là sáng dậy, hay là buổi trưa, hay là người nào làm gì người ta mới bị như vậy, hay là tự nhiên chỉ bị thôi? Dạ, thường thường thì cái panic attack này thì không phải là ai cũng bị hết. Cái panic attack này đó, nếu mà người bệnh nhân mà họ bị, thường thường là tại vì một đó là nó có thể nó tăng trong cái thời gian mà thời kỳ mãn kinh, mà thêm nữa đó thì là nhiều khi nó cũng kết hợp những cái căng thẳng trong đời sống, ví dụ đi thay đổi việc làm, con cái dọn đi xa, những cái căng thẳng trong gia đình. Dạ, mất mát trong gia đình, ví dụ đi. Ngoài ra những cái bệnh gì mà mình nãy giờ có nói đến đó, theo thông biết có thể rất nhiều bệnh có thể tự nhiên bị lúc trong cái thời gian 45 giờ tới 44 tới 55 tuổi. Mời bác sĩ Elizabeth hay bác sĩ Teresa. Dạ, nãy giờ thì mình có nói nhiều về những cái thay đổi trong cái cảm xúc, nói chung là những cái bệnh tâm thần mà nó có thể phát ra trong cái thời kỳ mãn kinh. Nhưng mà ngoài ra mình cũng nên để ý tới cái thể chất, cái cơ thể của người phụ nữ khi mà trải qua cái thời gian này. Là tại vì những cái hormone thay đổi thì nó cũng dễ gây tới những cái bệnh về thể chất. Khi mà cái estrogen nó xuống, khi mà cái lượng estrogen trong cơ thể của mình nó giảm, thì người đàn bà dễ bị cái bệnh osteoporosis hoặc là osteopenia, có nghĩa là cái xương mình nó bị rỗng, nó không có được cứng cáp và không được chắc như lúc trước. Khi mà càng lớn thì cái sự di chuyển của mình nó càng khó, mình đi có thể là không vững, hoặc là mình
di chuyển nó không có được tự nhiên như là lúc trước. Thì như là Thuy sẽ nhắc hồi nãy, cái xương mình nó đã, vốn đã bị rỗng rồi, mà mình đi đứng không có được tiện lợi, hoặc mình dễ bị té thì nó dễ bị đưa ra những cái như là bị gãy xương hoặc là bị nứt mẻ xương. Và cái estrogen lúc trước nó, có những cái cuộc nghiên cứu, những cái study nó cho thấy là estrogen nó có một phần nó protective, có nghĩa là nó giúp người đàn bà chống lại những cái bệnh như là bệnh cao máu hoặc là cao mỡ. Nhưng mà khi mà sau thời kỳ mãn kinh mà cái lượng estrogen nó đã giảm thấp rồi, thì cái nguy cơ của người đàn bà có những cái bệnh như vậy nó thì nó cũng tương tự như là người đàn ông, hoặc là có những trường hợp mà nó có thể cao hơn, là tùy theo những cái lịch sử, cái tiền sử của mình hoặc là cái tiền sử của gia đình mình nữa. Thì khi mà bị cao máu hoặc là bị cao mỡ thì nó cũng dễ đưa đến những cái nguy cơ, những cái bệnh khác như là bị stroke, tai biến mạch máu não, hoặc là heart attack, là nhồi máu cơ tim. Yeah, ngoài ra còn thấy bị gì nữa không ạ? Ngoài ra những cái bệnh mà thể chất thì là nó cũng có, tại vì cái chất estrogen là nó thấp trong máu đó, thì là nó làm cho cái âm đạo đó nó khô đi. Thì là cái này nó có thể nó dẫn, nó đưa đến những cái mà nhiễm trùng trong đàn bà. Và thêm nữa đó, những đàn bà đó họ có thể mà họ có một cái nó gọi là stress incontinence đó, thì là nghĩa ra là họ không có thể mà họ cầm được cái nước tiểu như hồi xưa. Những người đàn bà mà tới thời kỳ mãn kinh đó, bác sĩ giúp người ta bằng cách nào? Dạ, nó có tùy trường hợp của mỗi người. Nếu như mà những người đó mà đã có tiền sử bệnh tâm thần rồi, thì như Thuy sẽ nhắc hồi nãy là mình khuyên người ta nên uống thuốc cho đều đặn. Có thể là mình phải điều chỉnh lại, có thể là người bệnh nhân nó cần phải được điều chỉnh lại cái lượng thuốc hoặc là cái loại thuốc. Tại vì có một số cái enzyme, có lẽ là một enzyme, là một cái chất một chất protein trong cơ thể mình mà nó giúp cho cơ thể của mình điều chỉnh những cái hoạt động trong cơ thể, thì nó giúp cho mình hấp thụ thức ăn, hoặc là nó giúp cho mình chuyển hóa những cái chất thuốc. Thì có một số cái enzyme đó nó tùy thuộc vào, hoặc là nó depend on cái estrogen để mà nó làm việc. Thì khi mà cái estrogen mà cái lượng nó giảm đi rồi, thì cái enzyme đó nó có thể là nó sẽ làm việc nó khác đi. Cho nên cái sự hấp thụ thuốc hoặc là cái dùng thuốc nhiều khi nó cũng phải khác. Tại vì có một số bệnh nhân có thể là từ nào đến giờ, bao nhiêu năm nay họ vẫn dùng một loại thuốc mà nó ổn định rồi, rồi cái tự nhiên bây giờ nó lại họ lại trở bệnh, thì mình cũng phải nên xem xét lại cái việc đó, coi là mình có cần đổi thuốc hoặc là tăng liều lượng của thuốc hay không. Thì để chữa trị đó thì là nó cũng tùy theo là cái bệnh nào, giống như những cái điều mà bác sĩ Theresa nói đó. Thì là nếu mà người mà bị schizophrenia, bị bipolar, bị OCD, bị panic attack đó, thì là nó cũng tùy theo là cái bệnh nào để cho chữa. Bệnh trầm cảm, ví dụ đi, nếu mà người bệnh nhân mà bị osteoporosis, là bị loãng xương đó, thì là họ cũng dùng thuốc để cho họ chữa cái đấy. Thì nó cũng tùy theo là cái bệnh nào, tại vì không có ai, một ai mà xài một loại thuốc để cho chữa bao nhiêu người được hết. Thì chữa theo cái symptom thôi, phải không ạ? Dạ, theo cái bệnh, theo cái triệu chứng. Dạ, cảm ơn hai bác sĩ đến với chương trình ngày hôm nay để giảng giải thêm về cái thời gian mà người đàn bà nào cũng phải trải qua là menopause. Trước khi chấm dứt chương trình, mời hai bác sĩ có lời khuyên cho khán giả của Đài và cho gia đình của những người nào mà có thể có người đàn bà mà cũng tới cái tuổi này để thông cảm thêm. Theo những cái điều mà mình đã trình bày, và Thuy Sa cũng hy vọng là quý vị khán giả cũng nhận biết được thêm những cái triệu chứng thường thấy của những cái bệnh tâm thần, và có thể mà giúp được cho người thân và bạn bè của mình nếu như mà mình thấy người thân bạn bè của mình có những cái triệu chứng như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà mình có triệu chứng không nhất thiết là mình có bệnh, có thể đó là chỉ là một cái sự thay đổi trong cái cuộc sống và trong cái tình trạng của mình trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà nếu mà mình có điều kiện, mình có thể theo dõi với bác sĩ thường xuyên được, thì cái đó là việc tốt thôi. Và cái như là hồi nãy mình có nói tới là có những người mà từ trước đến giờ họ rất là bình thường, họ không có bị bệnh gì hết, nhưng mà tự nhiên tới cái thời kỳ mãn kinh họ lại có những cái bệnh như là trầm cảm, rồi lưỡng cực, rồi tâm thần phân liệt. Và cái đó là một cái việc mà rất là khó để cho gia đình chấp nhận. Lúc trước Thuy sẽ nhớ là khi mà mình nói tới những cái bệnh về các em trẻ, các em nhỏ, thì mình có nhắc tới là bây giờ cha mẹ nuôi con đến mười mấy 20 tuổi rất là bình thường, thông minh,
học giỏi bình thường rồi tự nhiên phát ra những cái bệnh tâm thần phân liệt thì rất là khó để mà chấp nhận cái việc đó. Và thì sao chỉ có thể tưởng tượng là nó càng khó hơn nữa khi mà một người lớn trong gia đình của mình 40 mấy, 50 mấy tuổi từ nào đến giờ công ăn việc làm bình thường nhưng mà sau này lại có bệnh. Thì hy vọng là quý vị có thể thông cảm được và có thể giúp đỡ được những người này để mà đi tới, để mà điều trị để trước khi mà cái bệnh tình nó trở nặng. Dạ, kính thưa quý vị, thì là cũng đồng ý với những điều mà bác sĩ Teresa Bùi nói và cũng khuyến khích quý vị là đi gặp bác sĩ tâm thần hoặc là bác sĩ gia đình thường xuyên để cho họ có thể mà chẩn đoán cho nó sớm. Dạ. Dạ, cảm ơn hai bác sĩ. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần ngày hôm nay và hẹn gặp trong chương trình tới.